Hey, xin chào các bạn. Ở video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số code để build API ở dưới local dành cho những bạn mới, đặc biệt là những bạn đang theo frontend. Tại sao mình lại chia sẻ số code này? Bởi đơn giản như thế này. Trong quá trình mình dạy khá là nhiều lớp frontend, cả lớp online và cả lớp thực chiến, thì mình nhận ra một điều đó là khi các bạn làm sang phần JavaScript, đặc biệt là khi các bạn làm việc với Ajax, các bạn sẽ phải cần đến một API mẫu để các bạn thực hiện các chức năng đơn giản như là login, logout, quản lý thêm sửa xóa user hay là thêm mới sản phẩm, thêm mới category. Đó, thực tế là ở trên mạng nó cũng có khá là nhiều những thư viện giúp cho chúng ta có thể sử dụng được các API một cách dễ dàng. Tuy nhiên nó có khá nhiều điểm hạn chế. Chính vì vậy mà mình muốn share cái suộc này. Suộc này mình viết bằng Node.js và nó khá là linh hoạt. Nó linh hoạt ở chỗ nào? Đó là các bạn có thể thêm bất kỳ một module nào. Ví dụ các bạn muốn viết cho phần quản lý product, các bạn muốn viết cho quản lý danh mục, các bạn muốn viết cho quản lý user hay là quản lý tin tức, các bạn chỉ cần cấu hình nó là các bạn có thể có được một cái API đầy đủ. Và nó không giới hạn các bạn các field. Có nghĩa là gì? Ví dụ như khi các bạn xây dựng trang sản phẩm thì nó sẽ có các field, các column ấy, các cột, ví dụ như name, price, description, image hay là nhiều các thông tin khác nữa. Thì đối với cái suộc này nó cũng sẽ giúp cho các bạn sử dụng được cái data field là dynamic, có nghĩa là các bạn có thể mở rộng thông tin của sản phẩm một cách thoải mái do chính các bạn quy định thôi. Mình có một bài viết ở trên suntech.edu.vn để các bạn xem cách cài đặt của nó. Nếu bạn nào mà lười không muốn xem bài viết thì các bạn có thể follow video này. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn hiểu và biết cách chạy nó ở dưới máy của các bạn và có thể mở rộng được các module theo ý của mình. Đó. Rồi, đầu tiên mình sẽ truy cập vào source code. Source code này đang được public ở trên GitHub các bạn nhé. Các bạn vào GitHub này. Ở trên document của suộc này thì mình đang list ra 10 API. Tuy nhiên thì khi các bạn làm dynamic ấy, khi các bạn mở rộng ấy, thì số API của nó sẽ không giới hạn các bạn nhé. Tuy nhiên nó sẽ bám vào 5 cái chức năng chính, đó là thêm, sửa, xóa, cập nhật và hiển thị chi tiết. Đó, cụ thể như thế nào? Thì các bạn nên clone về chứ không nên download nhé. Để khi mà có update thì các bạn chỉ việc pull về thôi. Thì mình sẽ sử dụng SSH để mình clone về. Ở đây mình sử dụng Smart Hit nên là mình sẽ lưu nó về như thế này. Đó, ok, chúng ta sẽ thực hiện lưu nó về thôi. Các bạn lưu nó ở bất kỳ thư mục nào ở dưới máy của các bạn. Đây, giả sử mình sẽ lưu nó ra bên ngoài desktop chẳng hạn. Rồi, ok, mình sẽ lưu nó ra ngoài desktop như thế này. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có được thư mục là Sample API. Sau khi lưu ra ngoài desktop, mình sẽ mở nó lên, mở thư mục Sample API lên. Đây, các bạn sẽ được source code như thế này. Đó, ở đây mình sử dụng VS Code. Chính vì vậy, sau khi mà chúng ta mở source code lên, các bạn có thể sử dụng terminal của VS Code. Việc đầu tiên các bạn follow làm đúng theo hướng dẫn của bài viết này, đó là gì? Các bạn CD vào Simple API. Đó, ở đây mình đã CD vào trong thư mục Simple API rồi. Sau đó các bạn chạy run intro lên để chúng ta cài các packet. Đó, ok chưa? Sau khi các bạn chạy intro packet lên là các bạn hoàn toàn có thể start server được rồi, index server. Đó, lúc này chúng ta sẽ được một cái domain như thế này, localhost 8000. Ở đây mình sẽ chạy lên với cái đường dẫn là API product như thế này. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có API product. Nếu các bạn vào user thì chúng ta có API user như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Postman để các bạn test API. Ở đây mình đã có Postman ở trên máy rồi. Nếu các bạn không có thì các bạn cài nó lên. Các bạn paste cái đường link vào đây và get như thế này là chúng ta sẽ lấy ra được thông tin của API như thế này. Đó, API user có S này. Đó, ok chưa? Nhấn send. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy ra được thông tin của API như thế này. Hay là product này. Đó. Đây, ok chưa các bạn? Giả sử mình muốn thêm product thì chúng ta chỉ cần follow theo cái format này thôi. Đây, ví dụ API product thì mình sẽ là product post, phương thức là post, và chúng ta đưa dữ liệu vào trong body đơn giản như thế này. Đó. Ví dụ ở đây mình test product như thế này các bạn nhé.
Ví dụ mình test là test product 111, nó giá như thế này. Và đây sẽ là phần test product 111 description. Đó, ok chưa? Rồi, ok. Chúng ta sẽ chạy ra lên. Lúc này chúng ta sẽ nhận được response là đã thêm mới thành công. Chúng ta chuyển sang phương thức get để lấy ra xem danh sách sản phẩm này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta thêm được một sản phẩm vào. Ok chưa? Rồi, vậy thì nó dynamic ở chỗ nào? Chúng ta muốn mở rộng thay vì chỉ có module product và user thì chúng ta muốn thêm một module khác, ví dụ như category thì chúng ta muốn thêm vào thì chúng ta thêm như thế nào? Đó, thì đây là vấn đề. Chúng ta sẽ thêm như sau các bạn nhé. Ở đây, project này chúng ta sử dụng file để lưu thông tin database. Chính vì vậy mà các bạn sẽ nhìn thấy có một file là db.json ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái format của nó như thế này. Đó, thì ở đây các bạn muốn thêm một module nữa thì các bạn chỉ cần thêm cho mình như thế này. Ví dụ mình thêm là category. Đó, hai chấm đóng mở ngoặc vuông như thế này là một mảng đó. Ok chưa? Rồi, lúc này chúng ta có thể sử dụng module category bằng cách là chúng ta tắt server đi, Ctrl C rồi chạy lại nốt. Ok chưa? Quay trở lại đây, chúng ta thử lại đường dẫn này. Lúc này chúng ta sẽ nhận được đó, module category. Rồi, bây giờ mình muốn thêm mới category thì các bạn chỉ cần chọn phương thức post và ở đây chúng ta sẽ quy định tên các trường, các column mà category có. Đó, cụ thể nó là cái gì thì do chúng ta quy định thôi. Ví dụ ở đây mình quy định là category của chúng ta có name, category của chúng ta có description. Đó, và category của chúng ta có là eFuture chẳng hạn như vậy. Đó, giả sử như vậy và mình để là true. Ok. Là một đi. Đó. Ở đây chúng ta để ví dụ như là laptop. Đấy, ví dụ chúng ta để là danh mục laptop, mô tả đây sẽ là danh mục laptop như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ lưu nó vào. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là success và các bạn mở phần này lên, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã thêm được một danh mục mới vào rồi. Ok chưa các bạn? Đó, nó rất là đơn giản như vậy. Có nghĩa là gì? Các bạn muốn thêm một module bất kỳ, các bạn chỉ cần thêm cái key vào. Còn cái chức năng, cái module mà chúng ta muốn quản lý, nó có những thông tin gì thì do chúng ta hoàn toàn quy định thôi. Đây, ví dụ như phần category đây. Đó, ví dụ mình thêm danh mục thứ hai cho category, ví dụ như mình để là mobile. Đó, danh mục sẽ là mobile. Và mình nhấn save. Ok, lúc này chúng ta thêm thành công. Ví dụ mình copy sang đây để chúng ta xem được danh sách thì các bạn chỉ cần chạy get như thế này. Đó, được chưa? Nếu sau này các bạn muốn là category của các bạn có hình ảnh thì các bạn chỉ cần thêm trường image vào. Đó, là các bạn có thể nhập một cái đường dẫn ảnh, tạm thời là để một cái đường dẫn ảnh sample thôi để các bạn test. Ok chưa các bạn? Rồi, về sau có thể mình sẽ update thêm tính năng cho phép người dùng upload ảnh lên và chúng ta lưu trữ ảnh. Đó, ok chưa? Thì đây là cái cách để chúng ta có thể sử dụng cái module này. Ví dụ mình muốn update category thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức put. Thì các bạn muốn xem là với module mới chúng ta muốn thêm sửa xóa thì chúng ta sử dụng các API nào. Thì các bạn chỉ cần xem các API mẫu ở đây thôi. Ví dụ cái product là cái một cái API mẫu rồi. Thì trường hợp mà chúng ta muốn cập nhật thì nó là update đây. Thì chúng ta chỉ cần thay cái này thành tên cái module mà các bạn vừa thay thôi. Cụ thể ở đây là category các bạn nhé. Thì các bạn thay nó ở đây. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ thử sửa nó như thế này. Thì đối với update thì nó sẽ truyền lên một cái ID và đồng thời body của nó sẽ thay đổi như sau. Đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ truyền lên đây một cái ID như thế này và chúng ta thay đổi cái ví dụ như là test category update. Đó, được chưa? Chúng ta cập nhật lại. Rồi, chúng ta sẽ chọn ở đây là post, được chưa các bạn? Nó phải là post mới đúng. Đây, nhấn save. Lúc này nó đã cập nhật thành công. Chúng ta quay trở lại danh sách category. Các bạn sẽ nhìn thấy danh sách category đã được cập nhật. Đây, tên của nó đây. Ok chưa? Đó, thì đây là một cái video ngắn gọn để các bạn hiểu về cái cách chúng ta sử dụng cái API này. Các bạn nên nhớ là pull code về nhé. Và đừng quên nhấn start ủng hộ mình. Ok.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy thử nó ở dưới máy của mình. Nếu có bất kỳ một vấn đề nào lỗi liên quan đến cái suộc này trong quá trình các bạn chạy test ở dưới local thì các bạn có thể hỏi ở trên này nhé. Mình sẽ, đây các bạn hỏi trực tiếp ở đây, mình sẽ support các bạn. Rồi, ok, chào các bạn.